Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn một số cái bài thuốc để chữa sỏi thận rất là hiệu quả và nhiều người đã sử dụng và đã thành công. Nếu mà sỏi của chúng ta nó lớn hơn 7 ly thì chúng ta phải làm sao để nó bào mòn từ từ và nó sẽ đào thải ra bên ngoài qua đường nước tiết liệu, qua đường tiểu á các bạn. Có nghĩa là đường tiết niệu của chúng ta nó không đủ lớn, nó chỉ lớn ở mức độ nào đó thôi, thích hợp cho những cái sỏi từ 7 ly. Còn những cái sỏi mà to hơn là từ 10 đến 13 ly thì chúng ta, một là chúng ta phải mổ hoặc là chúng ta phải tán sỏi ra, và ba là chúng ta sử dụng một số cái bài thuốc dân gian để mà bào mòn cái sỏi thận này từ từ và nó sẽ đào thải ra bên ngoài qua đường nước tiểu. Khi chúng ta bị sỏi thận lớn thì chúng ta sử dụng cái này ha các bạn. Đây là cái rau bắp. Thì cái rau bắp này nó có rất là nhiều công dụng. Thứ nhất là nó chữa được viêm bàng quang nè, rồi viêm đường tiết niệu, viêm đường tiểu, viêm thận, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu nước vàng. Ngoài ra nó còn có một cái công dụng nữa, đó chính là nó sẽ bào mòn cái sỏi và nó làm cho cái cục sỏi của chúng ta nhỏ lại dần dần. Thì chúng ta sử dụng cái rau bắp này như thế nào? Thì cái cách dùng rất là đơn giản các bạn. Chúng ta sử dụng rau bắp phơi khô. Sau khi chúng ta phơi khô thì chúng ta sẽ sao vàng hạ thổ cho nó thơm lên và để nguội, và chúng ta cho vào một cái bịch hay cái hũ thủy tinh để mà chúng ta sử dụng dần ha các bạn. Mỗi lần chúng ta sử dụng á thì chúng ta sẽ lấy từ 15 đến 20 gram rau bắp khô, chúng ta bỏ vào một cái nồi và đổ cho vào 2 lít nước. Chúng ta nấu sắc lại còn 1 lít nước. Và chúng ta sẽ chia đều uống trong ngày và uống liên tục từ 1 đến 2 tháng. Thì sau một cái liệu trình 1 tháng á, các bạn đã uống cái rau bắp này trong vòng 1 tháng, mỗi ngày chúng ta uống liên tục luôn, thì chúng ta sẽ đi đến bệnh viện để khám và đo lại cái kích thước của cái sỏi thận của chúng ta ha. Và chúng ta sẽ đo lại cái kích thước của sỏi thận, nếu mà nó thuyên giảm rồi thì chúng ta tiếp tục dùng cái bài thuốc và uống duy trì cho đến khi mà cái sỏi thận chúng ta nó bào mòn nhỏ lại và nó đào thải ra bên ngoài hết luôn. Và chúng ta sẽ lưu ý rằng khi chúng ta bị sỏi thận hay là chúng ta bị bệnh trĩ á, thì những cái bệnh này nó lúc mà chúng ta đã mổ hoặc là cắt đi sau một thời gian thì nó cũng vẫn còn lại, chứ nó không hết hẳn như các bạn. Nó vẫn tái đi tái lại nhiều lần, nó không hết hẳn. Chúng ta sử dụng những cái bài thuốc dân gian, những bài thuốc nam thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Và mình sẽ có thêm một cái số cái bài thuốc từ cây chuối hột để chữa sỏi thận cũng rất là hiệu quả, và một người phụ nữ đã sử dụng, có thể là một người độc giả các bạn, người ta đã sử dụng cái bài thuốc này và người ta làm đã rất là thành công từ cái quả chuối hột này. Thì cái quả chuối hột này chúng ta có 3 cách chế biến để mà trị sỏi thận. Thứ nhất là chúng ta sử dụng quả chuối hột để sắc nước uống hàng ngày. Thứ hai là chúng ta có thể ngâm rượu. Và thứ ba là chúng ta lấy hạt của cây chuối hột, của trái chuối hột này á, chúng ta xay nhuyễn và uống. Thì đó là 3 cái cách sử dụng chuối hột. Thì mình sẽ chia sẻ từng cách cụ thể hơn các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng cái cách là chúng ta sắc nước uống hàng ngày. Thì chúng ta sử dụng khoảng 5 đến 7 cái quả chuối hột già nhưng mà nó vẫn còn xanh á, chúng ta sẽ sắc lát và phơi khô. Sau khi chúng ta sắc lát và phơi khô xong thì chúng ta sẽ đem đi sao vàng hạ thổ, và khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta sẽ bỏ vào nồi cái chuối hộp này và đổ vào thêm 3 chén nước, chúng ta nấu sắc lại còn 1 chén và uống 1 lần trong 1 ngày nha các bạn. Khi mà cái sỏi của chúng ta bị nặng hơn thì chúng ta sẽ
sử dụng gấp đôi cái liều lượng này lên, là chúng ta sẽ sử dụng thành uống thành hai chén trong một ngày hai lần. Nghĩa là chúng ta một lần uống thì chúng ta sử dụng từ 5 đến 7 trái, thì bây giờ chúng ta sử dụng gấp đôi liều lượng, đó chính là khoảng 14 trái chuối hộp xanh già cắt lát, đem cắt lát rồi phơi khô, sau vàng hạ thổ. Sau đó chúng ta sẽ đổ vào 6 chén nước, thay vì nãy mình sử dụng 3 chén nước thì bây giờ gấp đôi liều lượng mình sử dụng 6 chén nước, và nấu sắc lại còn 3 chén để uống hai lần trong một ngày. Và chúng ta sẽ uống sau khi chúng ta ăn no nha các bạn. Cách thứ hai là mình đem đi ngâm rượu. Thì cái chuối hộp mà chúng ta đem ngâm rượu á, thì chúng ta sử dụng chuối hộp chín nha các bạn. Sau đó chúng ta cũng cắt lát và phơi khô. Sau đó thì đem phơi sao vàng hạ thổ và bỏ vào một cái bình ngâm với 5 lít rượu gạo. Thì rượu gạo này chúng ta sử dụng khoảng rượu gạo có nồng độ cồn là từ 35 đến 40 độ nha các bạn. Chúng ta ngâm trong vòng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi thì sử dụng được. Mỗi lần chúng ta sử dụng thì chúng ta sử dụng từ 1 đến 2 ly nhỏ trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Và chúng ta sẽ uống kiên trì như vậy ha. Uống kiên trì trong vòng 1 tháng nha các bạn. Những cái bài thuốc hay là một liệu trình là chúng ta sử dụng 1 tháng rồi chúng ta sẽ đi khám lại để đo lại cái kích thước của sỏi thận chúng ta đã thuyên giảm hay chưa, thì chúng ta sử dụng tiếp ha. Rồi cách thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng cái quả chuối hộp này, chúng ta không sử dụng cái phần thịt mà chúng ta chỉ lấy cái phần hộp của nó thôi. Thì chúng ta cũng sử dụng một trái chuối chuối hộp mà nó đã chín, và chúng ta sẽ bóp bỏ cái phần thịt đi và lấy cái hạt ha các bạn. Sau đó thì chúng ta phơi cái hạt này cho nó thật là khô và sao vàng cho nó thơm. Chúng ta sẽ giã nát cái hộp này ra thành bột và để sử dụng dần. Chúng ta uống cái dạng bột. Mỗi lần chúng ta sử dụng thì chúng ta sử dụng khoảng liều lượng là 2 muỗng nha các bạn. 2 muỗng cà phê bột của hộp chuối hộp, và chúng ta sử dụng với một cái ly nhỏ khoảng 100 đến 150 ml nước ấm đổ vào trong cái bột của hộp chuối hộp này, và chúng ta khuấy đều lên và uống sau bữa ăn. Có nghĩa là mình ăn no rồi thì khoảng 10 đến 15 phút á, thì mình sẽ sử dụng cái dược liệu này. Và chúng ta sẽ uống một ngày từ 2 đến 3 lần cái bột chuối hộp này nha các bạn. Đó là cái cách chữa sỏi thận từ cái rau bắp, và làm cho bào mòn cái sỏi thận đi và đào thải ra bên ngoài qua đường tiết niệu. Và ba cái bài thuốc cũng như là ba cái cách làm từ cái chuối hộp để chữa sỏi thận cũng rất là hiệu quả. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ kênh của mình. Thì chúc các bạn có một cái sức khỏe dồi dào và thành công trong cuộc sống. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt các bạn.